cây già đấy các bạn, đây là cây già. Chú anh chị này ạ, làm ở nhà làm cây các bác nhé. Mưa tối qua có dấu hiệu mưa rồi, sáng nay thì được một lượt nước. Cây cối là lâu cũng có mưa mới có mưa đấy các bác, từ cái đợt mưa bão đợt trước ấy. Thời tiết hanh khô thì bây giờ có mưa là cũng dễ chịu rồi đấy. Hôm nay làm cây xanh Nam Điền này các bác nhé, chật vật lắm mới mua được cây này các bác. Đấy, cây xanh mà người ta có sửa một chút rồi nhưng mà nó không đúng ý tôi lắm, thực quả thật là tiếc. Bởi vì tôi biết cái cây này trước khi người ta sửa cơ. Tất nhiên lúc đấy thì mua thì chưa tới được, nhưng mà sau thì mê quá thì vã nó về thì lại người ta đã sửa rồi, thì thôi, nó cũng một số chỗ nó cũng đúng ý mình rồi, quan trọng mình về mình vẫn làm được. Đấy, một cây xanh Nam Điền dáng trực. Dáng trực cao chắc hoàn thiện cao khoảng độ 35 phân. Được 35 phân không? Chậu này 35-50. Cái chậu này thì mua là của tôi nhá, chứ mua cái cây này là còn bị vứt cái chậu này, không có chậu đâu. Đấy, hôm qua tôi nhắc lên đây thì đấy, dính gì nước mưa nó vàng kia chứ. Đấy, nó vàng kia chứ. Vàng, cây này cũng già đấy. Cây già và làm gọn lại bệ một chút. Tiếc có hôm qua biết thế, để trong này đỡ dính nước mưa thì làm nó dễ và nó không hại cây. Vì mình còn gỡ hết ra quá. Đấy, thì tay thứ nhất, tay thứ hai. Gọn đây. Phía sau phía trước đây, gọn đây. Rất ổn rồi. Cái này thì nữa hạ nó xuống một tí nữa thôi. Cái tay này thì nó hơi nặng. Về cái phần tay này nó hơi nặng. Đục xé vai ở đây rồi. Đục xé vai ở đây rồi. Còn nhưng mà nó lại hơi bị nặng. Trước nó có một cái rễ với một số dữ liệu đây này. Thì tôi lại muốn sử dụng một số chỗ ở đây. Thì người ta lại bỏ cái chỗ đi, mình ra dùng cái này. Dùng cái này thì nhiều khi nó cũng không được hay lắm. Đây, rễ này. Đây lại thân tay cảnh trộn lại với rễ này. Nó hơi bị bí cái chỗ này. Và nó làm cái tay này nó nặng đi. Thì cách thô thiển nhất là các bác sẽ cắt đến đây. Thì được một cây rất là gọn gàng thôi. Thôi bỏ phần này đi, tay chốt rất rõ ràng. Có bác thích nghịch, thích quá, thích cái tay nghịch này thì chơi như này. Nhưng mà thì để nguyên, còn ví dụ như tôi ấy, tôi sẽ làm nhẹ với cái tay này đi. Và có thể dùng được thì dùng, không dùng được thì tôi sẽ bỏ đi này. Okay. Bây giờ dừng đây, chỗ trình bày lâu lắm mà. Cứ vào nhà làm các bạn, có mưa lắm. Được lắm. Giờ đất nó ướt gãi ra mới ngại.
Thank you.
xong rồi các bác nhá. Nhìn hoành tráng không? Ê, mặt này, cây này chơi được cả hai mặt các bạn. Chọn mặt này là mặt chính. Mặt này là mặt chính. Trộn này không hợp lắm nhưng mà thôi cũng trồng được. Không hợp lắm mà trồng được. Vừa nãy thì thời lượng nó cũng dài quá, tôi không quay hết ý. Thì các bác thông cảm nhé. Nhưng cơ bản này tôi làm những chỗ này này, nhất là đầu tiên là thành công là xé được cái tay này, không còn nặng nữa rồi. Chuyển được cái này ra đây rồi, bỏ nguyên cái mảng này đi rồi. Làm cái rễ này nó nhẹ đi, cạp cái chỗ này đi này. Đấy, để sử dụng được cả cái rễ này phải bỏ đi rất là phí. Này, làm thoát cái chỗ này ra. Đấy, để cho nó cái khẩu này đỡ nặng đi này. Cái thứ hai là vẫn giữ lại được cái rễ chống này. Đấy, nó nhẹ hơn rất nhiều đúng không? Đó, thấy không? Nó nhẹ tay đi rất nhiều. Đấy, đi chỗ này đi một tí. Đây, bên này giống bên kia. Đấy, sửa, chỉnh sửa. Đây, đây từ phẫu rồi. Thì nó vẽ xuống một tí nữa là ok, thì nó níu cái dây xong là ok. Sau rồi phẫu dương những cái cổ này nó to, nó rụt lại thích lắm. Nên phẫu dương những cái cành này, những cái chi các bạn. Đấy, bác nhìn chỗ kia nó đỡ bị nặng rồi đúng không? Không bị nặng nữa thôi, không bị nặng nữa luôn, không phải đỡ. Đó, chỗ này thoát tay luôn này, thoát tay ra đây luôn. Quá hay luôn. Đấy, nó thấy sao? Ổn không? Cây già đấy các bạn, đây là cây già. Đấy. Ốm thì cây các bạn. Ngon chưa? Rất ngon đấy. Cứ thế mà nuôi thôi. Định hướng cây này nó cũng là hai tay một ngọn thôi các bạn. Thì quả cái này lên là ngọn thôi. Còn những cây này chỉ là phụ họa. Đây, sau cố gắng lấy được cái mầm bắn ở đây ra thì tốt quá, không có phải đánh từ dây ra. Đấy, thì cái này phải nuôi. Tay cút nó phóng to ra thì mới làm được. Đấy, thu gắn cái này rồi. Đấy, thô quá bỏ đi rồi. Đấy, các bạn thấy có ổn không? Khá lành lặn đấy các bạn, không có sẹo nhiều đâu. Đấy, bắt nhìn rất đại thụ, rất là lùn. Ok, ngon đấy các bạn, rất ngon đấy. Nuôi cây này thì đảm bảo ok. Trần chiếc rất đầy đủ. Rồi, xin cảm ơn các bác đã chuyển sang cây khác. Sáng nay có hai cây đang chờ làm, cây này xong rồi chuyển sang cây khác, cây si siêu phẩm si, các chờ xem.